Thưa quý vị, tuần qua có nhiều thông tin nổi bật thuộc lĩnh vực tài chính được báo chí quan tâm. Trong đó có nội dung Bộ Tài chính nêu lý do chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Trong bài viết, Bộ Tài chính nêu lý do chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, báo Lao động thông tin. Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính cho biết mức giảm trừ gia cảnh trên thực tế đã được điều chỉnh một số lần trong những năm qua. Mức giảm trừ cụ thể cần được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức chi tiêu bình quân đầu người trong một giai đoạn nhất định. Báo Thanh tra đưa tin, Bộ Tài chính chưa thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành, cho biết. Theo Bộ Tài chính, thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại. Cùng với các nguồn thu khác, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân đã tạo nên quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng rất nhiều các nhu cầu chi cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Cũng liên quan đến nội dung này, báo Giao thông cho biết hiện Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể luật thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được đăng ký chương trình xây dựng luật vào năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 năm 2025 và thông qua vào tháng 5 năm 2026. Một nội dung khác cũng được báo chí quan tâm liên quan đến việc Bộ Tài chính đề nghị tăng mức phạt với kiểm toán độc lập. Tạp chí Kinh tế Việt Nam điện tử VN Economy có bài Dự kiến bắt buộc doanh nghiệp lớn phải kiểm toán độc lập, áp chế tài nặng với vi phạm, cho biết Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án sửa đổi một loạt các luật như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia. Đáng chú ý, với luật kiểm toán độc lập số 67 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội khóa 12, qua thực tiễn 12 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai khung pháp lý về kiểm toán độc lập bộc lộ một số bất cập, vướng mắc, hạn chế. Bởi vậy, đề xuất về sửa đổi luật kiểm toán độc lập thu hút được sự chú ý đặc biệt bởi nhờ đó góp phần minh bạch và bảo đảm được công bằng của các chủ thể trên thị trường tài chính. Về đề xuất tăng mạnh mức phạt đối với vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập, báo Công Luận và báo Công an Nhân dân cho biết, sửa đổi nhiều quy định trong luật kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức xử phạt tối đa với vi phạm tài chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập gấp 30 lần đối với tổ chức và cá nhân so với hiện hành. Đồng thời, bổ sung nhóm đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức có quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán. Báo chí tuần qua cũng quan tâm tới nội dung thông tin về các doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam. Báo Chính phủ.vn có tin, Bộ Tài chính công bố 4 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cho biết, tính đến tháng 8 năm 2024, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với 4 doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings, Công ty Cổ phần Fin Ratings, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm SNI. Cũng liên quan đến nội dung trên báo Lao động có tin, đơn vị nào được kinh doanh xếp hạng tín nhiệm ở Việt Nam? Báo Việt Nam Plus có tin, Việt Nam có 4 đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, cho biết, theo quy định của Nghị định số 88 năm 2014 NĐ-CP, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm phải được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì không được phép sử dụng cụm từ xếp hạng tín nhiệm hoặc các cụm từ khác có nội hàm như xếp hạng tín nhiệm trong tên gọi.